Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng gia tăng vũ khí mới. Ngày 5 tháng 6, blog Lê Quốc Quân trên VOA tiếng Việt bình luận quy định 144 quy định trung ương vũ khí mới nguy hiểm của Đảng. Theo đó, quy định số 144 quy định trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 9 tháng 5, dự báo sẽ trở thành một vũ khí mới vô cùng nguy hiểm để các bên có thể sử dụng thanh trừng lẫn nhau. Tác giả cho biết quy định 144 quy định trung ương là sự nâng cấp của kết luận số 21 kết luận trung ương ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Hình ảnh bài trên blog Lê Quốc Quân, VOA. Tác giả dẫn khoản 1 điều 1 của quy định nhấn mạnh đến sự trung thành với đảng bằng một mệnh đề rõ ràng là đảng viên phải suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng của đảng. Đây là một điều khẳng định dứt khoát của đảng về lý tưởng chủ nghĩa cộng sản mà rất nhiều người khi chứng kiến nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam đã trở nên mơ hồ hoặc bị nhầm lẫn. Tác giả nhận xét, người cộng sản chưa bao giờ đòi hỏi các đảng viên phải kiên định về mục tiêu và lý tưởng cộng sản. Họ vẫn liên tục hô hào tu dưỡng đạo đức cách mạng một cách không ngơi nghỉ. Mặc cho thực tế liên tục giáng những đòn cay đắng vào lý tưởng, đảng vẫn liên tục tìm kiếm các bạn trẻ ở các trường trung học có năng lực và lý lịch trong sạch nhất để kết nạp vào hàng ngũ của họ. Sau khi chiêu mộ được những học sinh giỏi mà non nớt vào trong, đảng bắt đầu hai nhiệm vụ quan trọng. Một là liên tục răn dạy những bài giảng về đạo đức, lối sống, tư tưởng và lòng yêu đảng mà họ đồng hóa là yêu nước. Hai là treo ngay trước mắt những quyền lợi về vật chất và chức vụ được gọi là quy hoạch. Tác giả nhận định ngày nay, những đảng viên cộng sản vẫn phải mang lý tưởng và chuẩn mực đạo đức cách mạng như một tấm bình phong, ngụy trang cho toàn bộ cuộc đời mình, phải thường xuyên đeo mặt nạ. Tổng trọng, người muốn níu kéo lý tưởng cộng sản bất chấp thực tế. Tác giả đề cập đến loạt bài dài 4 kỳ được giải B toàn quốc về xây dựng đảng của nhà báo Nguyễn Hòa Văn, đã mô tả chân thực sự giao tranh quyết liệt giữa lý tưởng và thực tế cuộc sống về sự giằng co trong tiến hóa và suy thoái đạo đức của các đảng viên. Một mặt, họ muốn sống thật với chính mình, một mặt bị đảng buộc phải sinh hoạt như một tổ chức tôn giáo nơi các tín đồ phải nhóm với nhau thường xuyên để nghe rao giảng về những lời của giáo chủ. Tác giả tiếp tục dẫn điều 2 của quy định 144 quy định trung ương đề cập về bản lĩnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập, nghĩa là kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, đường lối chủ trương của đảng. Tác giả cho rằng chính việc ép buộc tất cả các thành viên đều phải đi theo tư tưởng của đảng đã giết chết mọi đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Và bất kỳ ai có quan điểm khác biệt thì đều là đối tượng cần phải tiêu diệt. Ông Nguyễn Phú Trọng đang cố níu kéo những lý tưởng cộng sản và sự giằng co này làm đất nước suy giảm động lực phát triển. Đó là điều vô cùng tai hại. Và tất cả các đảng viên đều biết điều đó nhưng không ai đủ sự dũng cảm để thoát ra khỏi những nhận thức của chính mình. Tác giả kết luận, vũ khí mới về đạo đức cách mạng này tưởng như củng cố thêm vai trò của đảng, nhưng thực chất chỉ khoét sâu thêm khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm, tạo lý do cho những cuộc tỉ thí có 102 trong thời gian sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Đảng gia tăng vũ khí mới. Quyền tự do tôn giáo của sư Thích Minh Tuệ bị chà đạp trắng trợn. Ngày 5 tháng 6, AFA tiếng Việt cho hay, sư Thích Minh Tuệ mất tích, dân biểu Hạ viện California và tổ chức quốc tế bày tỏ quan ngại. AFA cho hay, tung tích của sư Thích Minh Tuệ đến nay vẫn chưa rõ. Sau cuộc bố ráp của công an vào rạng sáng ngày 3 tháng 6, đối với đoàn bộ hành hơn 70 người ở xã Hương Thọ, Thừa Thiên Huế, khiến một dân biểu Hạ viện tiểu bang California, Mỹ, nơi có số đông người Việt hải ngoại sinh sống, bày tỏ quan ngại. Theo đó, dân biểu Tạ Đức Trí của Hạ viện tiểu bang California ngày 4 tháng 6 đã gửi thư đến Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ để bày tỏ sự lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đối xử với sư Thích Minh Tuệ, thế danh là Lê Anh Tú. Hình ảnh bài trên AFA. Nhắc lại hành trình bộ hành của sư Minh Tuệ dọc đất nước Việt Nam, ông Tạ Đức Trí cho rằng
Nó đã thu hút được nhiều người theo dõi, được truyền cảm hứng từ hành trình đạo đức của sư và khơi dậy một phong trào xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông và nhân chứng gần đây cho biết rằng chế độ cộng sản ở Việt Nam đã tùy tiện buộc ông phải chấm dứt hành trình của mình và chấm dứt các hoạt động tôn giáo đã thu hút rất nhiều người theo ông. Kể từ đó, ông ấy đã biến mất khỏi công chúng và không rõ tung tích. Bức thư bằng tiếng Anh được công bố trên Facebook cá nhân viết. AFA cũng cho biết trong thư gửi chung cho Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul và Chủ tịch Ủy ban Ấn Độ Dương Thái Bình Dương John Kim, dân biểu tại Đức Trí nói rằng Hà Nội đã viện cớ về kiểm soát giao thông để đàn áp quyền tự do tôn giáo của nhà sư và các tín đồ Phật tử, tùy tiện buộc sư Thích Minh Tuệ phải ngưng hành trình của mình. Theo AFA, sáng ngày 3 tháng 6, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa cùng một bản tin về việc sư Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng cuộc hành khất. Ngày hôm sau, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời lãnh đạo công an Thừa Thiên Huế cho biết đã đưa sư Minh Tuệ đến nơi cần đến và công an Gia Lai đã hỗ trợ ông làm căn cước. AFA cho biết việc sư Minh Tuệ mất tích khiến nhiều người nhớ lại việc đột nhiên vắng bóng của hai lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng trong thế kỷ trước. Đầu tiên là sự mất tích của người sáng lập Phật giáo Hòa Hảo, Đức Huỳnh Phú Sổ vào đêm 16 tháng 4 năm 1947. Trường hợp thứ hai là sự mất tích của Tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng hệ phái Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Theo một bài báo đăng trên trang Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông bị một nhóm người ngoại đạo bắt đi biệt tích vào đầu năm 1954 ở khu vực tỉnh Vĩnh Long, sau khi thu hút nhiều tín đồ bởi lối tu theo kiểu bộ hành khất thực, hình ảnh sư Thích Minh Tuệ. AFA dẫn nhận định của ông Phil Robertson, Giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á cho rằng không ai tin vào câu chuyện lố bịch bịa ra bởi chính quyền rằng sư Thích Minh Tuệ bỏ cuộc và về nhà. Các quyền tự do tôn giáo cũng như quyền tự do ngôn luận và hội họp của Thích Minh Tuệ bị chà đạp một cách trắng trợn, ông nói. Vấn đề cốt lõi là Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ nhìn thấy những âm mưu, kế hoạch chống lại họ trong mọi việc, nên dùng đến biện pháp đàn áp liên tục đối với bất cứ thứ gì mà chính quyền không kiểm soát được. Sự hoang tưởng này trực tiếp dẫn đến cuộc đàn áp nghiêm trọng đang diễn ra đối với tất cả các cá nhân và nhóm độc lập trong xã hội, khiến Việt Nam trở thành quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở Đông Nam Á sau chế độ quân sự Myanmar. Bên cạnh đó, AFA cũng cho hay ngày 4 tháng 6, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã ra thông bạch về vụ việc và nói sư Thích Minh Tuệ đúng là một tu sĩ Phật giáo. Thông bạch nói tình yêu và sự ngưỡng mộ của người dân dành cho thầy Minh Tuệ làm lu mờ tất cả mọi thần tượng của chế độ, làm sụp đổ tương lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập và nuôi dưỡng bởi nhà cầm quyền và đe dọa tồn vong của nhiều thế lực khác. Do vậy, nhà cầm quyền đã quyết định vô hiệu hóa thầy Minh Tuệ bằng cách tách ông ra khỏi Phật tử và người dân, an trí thầy ở một nơi để họ dễ kiểm soát. Tăng đoàn cũng yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự lựa chọn tu hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ và không can thiệp để ông vân du tứ phương, khai hóa người dân, làm cho xã hội từ đó tốt hơn, tử tế hơn và văn minh hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Quyền tự do tôn giáo của sư Thích Minh Tuệ bị chà đạp trắng trợn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.